Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui khi được gặp lại anh em trong một buổi thứ hai đầu tuần và chúng ta lại có cơ hội để ngồi xuống chia sẻ với nhau về những cái vấn đề xoay quanh thị trường DeFi. Thì anh em nào đã là một người nghe quen thuộc với podcast DeFi Discussion thì chắc cũng đã biết là thường thì những vị khách mời của chúng ta sẽ là những retail investor hoặc là các cái đại diện từ các quỹ đầu tư. Tuy nhiên là hôm nay chúng ta sẽ có được sự có mặt của một vị khách mời rất là đặc biệt, một người đóng vai trò là một builder của một hệ sinh thái rất là nổi tiếng thời gian gần đây, đó là Solana. Thì chắc là mình sẽ để vị khách mời này nói đôi lời giới thiệu về mình ha. Xin mời anh tự. Chào các bạn. Trước tiên là cảm ơn Joshua, cảm ơn Coi68 đã cho mình cơ hội để có dịp để trò chuyện với các bạn trong chương trình podcast hôm nay. Thì mình tên là Tự Phan, mình hiện đang là founder và CEO của Central. Thì Central là một cái dự án xây dựng một cái nền tảng mở trên Solana, giúp tạo ra một cái môi trường thân thiện và tương đối mở cho developer có thể phát triển ứng dụng và ý tưởng của họ trên nền tảng blockchain. Ok, thì rất là vui khi có sự góp mặt của anh Tự trong cái tập podcast lần này. Thì câu hỏi đầu tiên dành cho anh Tự đó là thường thì mọi người sẽ rất là thắc mắc lý do tại sao một dự án chọn một cái hệ sinh thái làm nền tảng để build. Thì nếu mà anh em nào nghe cái podcast DeFi Discussion từ những ngày đầu á, thì bọn mình cũng đã chia sẻ một vài cái lý do tại sao mà bọn mình khá là ấn tượng với hệ sinh thái Solana rồi. Tuy nhiên là hôm nay thì có anh Tự thì chắc là muốn nghe anh Tự chia sẻ cái góc nhìn từ một builder, từ một người phát triển dự án, lý do tại sao mà Central hiện tại đang chọn nền tảng Solana để xây dựng dự án của mình ha. Mình nghĩ là mình nên bắt đầu với cách mà mình hiểu về blockchain. Thì cá nhân thôi thì mình hiện tại mình đang chia blockchain, các dự án blockchain thì thành hai loại. Một loại là tech hat blockchain với một loại còn lại là business blockchain. Thì tech hat blockchain là gì? Tech hat blockchain thì chỉ đơn giản là cái core team của họ xuất phát từ góc là tech và họ build cái blockchain á để giải quyết những bài toán mà những bài toán đó thường được quan sát dưới góc nhìn của một team tech. Và ngược lại với big hat thì nó xuất phát từ những team mà có core xuất phát từ business hoặc là marketing team. Thì những team đó thường thường có xu hướng là quan sát thị trường, tìm kiếm những cái sản phẩm mà người dùng mong muốn, những cái giải pháp mà người dùng mong muốn, từ đó xây dựng những blockchain và đáp ứng đúng những cái mưu cầu đó. Thì một số ví dụ mình có thể thấy Ether, Delta, Solana là những là tech hat blockchain. Và về phía biz hat blockchain thì mình có giống như là Binance Smart Chain, Tron hoặc là Definity. Thì đó là cách mà mình hiểu về blockchain. Thì team mình và mình thì xuất phát là tech. Và vì thế mà mình cũng chỉ đơn giản là các team tech thì có thể là cái mindset nó cùng đi với nhau, nó cùng đồng điệu với nhau, nên mình thường quẩn quanh với các tech hat blockchain bao gồm như Ether, ADA và Solana. Thì vào khoảng đầu mình nghĩ là đầu năm 2020 thì mình tình cờ có tham gia Solana Hackathon 2020. Và với ý tưởng sơ khai là một cái nền tảng mở thì may mắn thì mình được giải nhì của cái giải của cái cuộc thi đó, và mình được một cái grant nho nhỏ từ Solana. Thì bởi vì mình nhận grant từ Solana thì mình xác định là mình phải build sản phẩm trên Solana. Thì từ đó thì mình bắt đầu xây dựng, tìm hiểu về Solana và thực sự là đi cùng Solana. Sai hơn một chút thì có những cái lý do về mặt kỹ thuật thì mình cũng muốn chia sẻ. Thì giao dịch trên Solana thì có lẽ là mọi người cũng biết rất nhanh và rẻ. Ngoài ra giá trị cốt lõi của Solana là censorship resistant. Thì mình nghĩ đó là một cái điểm ưu có thể phát triển trong tương lai. Và vì thế mà mình rất là thích Solana so với những cái bạn khác và mình đi cùng Solana. Anh Tự có so sánh, nói chung không hẳn là so sánh, nhưng mà gộp chung với Ethereum với lại Solana vào một cái nhóm nó thiên về technical hơn. Thì không biết là anh Tự có cái nhận định như thế nào giữa sự khác nhau giữa các cái hệ sinh thái blockchain không? Tức là cái hệ sinh thái Solana nó có điểm đặc biệt gì? Tất nhiên là phí giao dịch và tốc độ nó đã rẻ rồi. Còn
cái khía cạnh nào mà rất ít người nói về cái hệ sinh thái này không? Sự khác biệt với lại các cái hệ sinh thái blockchain khác. Thì Ether thì là build, mình có thể gọi Ether là Gen 2 blockchain, Bitcoin hoặc là gì đó, Dogecoin là Litecoin thì những là Gen 1. Thì Ether nó đi sau Gen 2 thì nó bởi vì nó đi sau nên nó quan sát được những cái nhược điểm của Bitcoin, Litecoin, nó biết là nó cần phải thêm cái gì để nó phát triển hơn. Thì tới Solana, thì Solana mình có thể là Gen 3. Thì Gen 3 họ cũng bắt đầu quan sát được Ether có những vấn đề về phí, những vấn đề về tính khả năng mở rộng, về privacy. Thì Solana lại đi tiếp tục khắc phục những cái điểm đó của Ether. Thì mình nghĩ đó là cái điểm khác nhau cốt lõi giữa các cái blockchain. Ok. Vậy thì thường á, thì những cái người nào mà theo dõi hệ sinh thái Solana á, thì sẽ thấy là cái hệ sinh thái này có một cái KOL rất là có thể nói là rất là lớn, đó là Sam Bankman-Fried cũng như là cái quỹ Alameda Research. Thì anh nghĩ như thế nào về cái nhận định là các cái dự án Solana thì hiện tại đang mình tạm dùng cái từ là núp bóng của Sam, nên đôi khi nghe nó cũng thì không biết là với vai trò là một dự án ở trong hệ sinh thái này thì cái góc nhìn của anh như thế nào, tức là có cái một cái khái niệm gọi là Sam Standard hay không, tức là dự án nào mà có Sam hay là Alameda chạm tay vào thì nó sẽ tốt hơn, hay là sau đó thì chắc là nhiều bạn nghe podcast cũng muốn biết được cái góc nhìn của một người đang trực tiếp build dự án ha. Ok, trước tiên là mình nhận xét về cái từ Sam Standard hoặc là núp bóng đi đúng không? Thì mình nghĩ điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Alameda Research và Sam thì là cùng một KOL lớn. Alameda Research thì là một quỹ lớn, thì họ có uy tín trong ngành, thì họ đầu tư cho bất kỳ một dự án nào thì chắc hẳn là họ đã tìm hiểu kỹ, họ đã phải nhìn những con người đứng sau đây dự án đó thì họ mới đầu tư. Thì thành ra cái bản thân mà Alameda nó đầu tư vào một dự án thì cái dự án đó đã có nội tại rồi, thì và sự phát triển là ít hay nhiều thôi, đúng không? Còn về chữ núp bóng thì mình nghĩ là đứng với vai trò là một backer hoặc là một quỹ đầu tư mà đầu tư vào một dự án, thì quỹ đó đang bắt buộc thì phải đầu tư vô một dự án thì phải hỗ trợ dự án cho tới cùng. Rồi quay lại một xíu về cái nhận định của mình, thì thật sự mà lúc mà mình bắt đầu tìm hiểu về Solana thì mình không biết Sam với Alameda là gì luôn. Mình không hề hiểu Sam là ai, Alameda Research là quỹ đầu tư ở đâu, xuất phát ở đâu luôn. Thực sự lúc đó là mình tìm hiểu Solana bởi vì mình hứng thú về mặt tech thôi. Thì lúc tìm hiểu về Solana và bắt đầu code những dòng đầu tiên cho Solana thì đâu đó là khoảng tháng 3 năm 2020. Thì mình nhớ là sau Tết ta thì mình bắt đầu code do một người anh giới thiệu mình. Thì mình có xem một cái clip của Anatoly lúc mà đi thuyết trình, mình không biết là thuyết trình gì, có lẽ là gọi vốn, nhưng mà chỉ có đúng 5 slide thôi. Thì slide đầu thì là lời chào, slide cuối thì là cảm ơn, thì coi như bỏ 2 slide rồi, chỉ có đúng 3 slide là có nội dung thôi. Nhưng mà qua 3 slide đó thì mình thấy được là cái mục tiêu Solana rõ ràng, ngắn gọn. Mình thấy là cái này, cái tính chất này là đúng là một cái người tech hat blockchain làm rồi nè. Đây là một cái nhóm mà toàn là những người toàn làm tech làm không nè. Mình nhìn thấy slide là mình có thể đoán được. Và mình bắt đầu cảm thấy hứng thú blockchain này, cái này thú vị. Thì mình bắt đầu tìm hiểu sâu hơn, rồi tham gia thi mấy cái cuộc thi liên quan về Solana. Rồi thì đó là câu chuyện mình đi tới Solana tới cùng. Thì mãi sau này cơ, khi mà mình bắt đầu build Central thì mình bắt đầu mới đụng chạm tới những công việc giống như là gọi vốn, quan sát thị trường rồi gì đó, thì mình mới thật sự biết là Alameda và FTX là bác cho Solana. Thì yeah, tóm lại là mình đứng với góc độ là mình là một người làm tech, người build dự án, thì mình gần như là không biết Sam với Alameda là ai luôn. Mình chỉ nhìn vào bản chất của Solana và mình thấy hứng thú với nó và mình đi với Solana thôi. Wow, một cái góc nhìn mà nó em đánh giá là nó khác so với lại khá nhiều retail investor khi họ nhìn vào dự án. Thì thường thì mọi người sẽ khi mà quan tâm đến dự án thì mọi người sẽ nhìn vào investor rồi backer các thứ, nhưng mà nếu như mà thực sự nhìn vào khía cạnh mà từ sản phẩm đi lên đó thì mọi thứ có thể là sẽ là rất khác, và nó không đơn thuần chỉ là câu chuyện gọi vốn, mà nó phải đơn thuần nó còn là câu chuyện giữa
team họ 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 quan tâm như thế nào, họ đam mê như thế nào với cái sản phẩm của chính họ. Rồi, ok, thì nói về câu chuyện sản phẩm á, thì khi mà theo dõi Central trong thời gian gần đây á, thì em có thấy là một cái bài toán mà team đang đặt ra để cố gắng giải quyết, đó là vấn đề về sử dụng thanh khoản một cách hiệu quả. Thì với cái mô hình thanh khoản hiện tại của Central á, thì anh đánh giá là có cái thách thức nào đang chờ cái mô hình này không? Tại vì hiện tại thì cái vấn đề về thanh khoản nó đang khá là nó đang ở một cái khoảng chuyển giao, tức là rất là nhiều các dự án họ, ví dụ như Uniswap V3 hay là các cái dự án mới đây như kiểu DeFi 2.0 á, thì họ đưa ra rất là nhiều cái giải pháp mới. Thì không biết những cái mô hình này nó có phải là một cái thách thức gì với Central hay không, và không biết là Central đưa ra cái giải pháp về thanh khoản cụ thể nó là như thế nào. Câu hỏi này rất là chính xác, bởi vì cái thị trường, như các bạn đã thấy là thị trường DeFi 2021 thì đa số là tập trung về gaming và các cái dự án mà liên quan mật thiết đến thanh khoản rồi, là có vẻ là hơi chậm lại. Cũng bởi vì cái vấn đề này là giải quyết vẫn đang gặp những khó khăn về các bài toán thanh khoản. Thì theo mình á, thì liquidity bây giờ á, người ta đang gắn với một cái cụm từ là liquidity mining. Thì nó đang lạm dụng cái model lock token hoặc là token locking. Thì cái model này nó ổn đối với giai đoạn mà đầu của một cái dự án, khi mà team còn đảm bảo là số lượng token lưu thông trên một thị trường á, còn được kiểm soát, đồng thời là tạo ra incentive để người dùng hold cái token đó và tăng cái tính phân tán cho token, tránh trường hợp token rơi vào một nhóm nhỏ các nhà đầu tư. Thì cái mô hình locking nó ổn cho dự án đầu, trong giai đoạn đầu của dự án nó rất hiệu quả. Nhưng mà đi lâu dài thì như các bạn thấy là khi mà token trả thưởng không còn nhiều, farm break APY bắt đầu giảm, thì user đồng loạt rời bỏ dự án đó và họ không còn bất kỳ cái incentive nào cho dự án đó nữa. Thì mình thấy là vấn đề nó nằm ở đây, locking token là tốt cho giai đoạn đầu, nhưng mà đi long term thì nó lại không hiệu quả và nó không ổn định cho dự án. Thì hiểu được lý do này thì mình cố gắng giảm cái sự lệ thuộc của dự án vào một model duy nhất, là như là locking hoặc là farming, và mình tránh tình trạng lock chết token ở trong một cái pool hoặc là một số các cái pool. Thay vào đó thì Central cố build một cái, mình có thể tạm hiểu là một, giống như một cái dòng chảy, để khiến cho thanh khoản nó thông thoáng hơn khi mà sản phẩm đầu ra của một protocol này, ví như là LP token ở trong cái con swap đi, những con AMM thường thanh khoản đầu ra nó sẽ có biểu tượng là giống như là một cái LP token, thì những cái sản phẩm đầu ra này sẽ được chấp nhận ở các dịch vụ khác và đa dạng hơn so với là farming hoặc locking, có thể là lending, có thể là insurance, có thể là những công cụ tài chính khác và mới hơn. Thì bằng cách đó thì mình mở rộng được phạm vi thanh khoản và mình không giới hạn thanh khoản nó nằm ở một điểm nào nhất định và không bị giam chết ở một điểm nhất định. Thì đó là cái hướng tiếp cận của Central để cố gắng giải quyết cái bài toán về thanh khoản mà rất nhiều dự án về liên quan tới thanh khoản, rất nhiều dự án liên quan tới DeFi đang gặp phải ở thời điểm hiện tại. Tức là theo em hiểu nhá, là thay vì sẽ là cung cấp cái pool kiểu theo cái model là pool 1, pool 2 á, tức là farming truyền thống á, thì bây giờ mình sẽ mình cố gắng mình điều phối cái dòng vốn nó xoay quanh nhiều cái sản phẩm khác để nó đúng có rồi. Thể giữ được dòng tiền. Ok. Thì mình có thể đi vô chi tiết ở đây một xíu, là để mình có thể là có mình muốn giải quyết được bài toán này, thì trên góc độ cá nhân của mình và đối với cả team phân tích thì mình thấy là để giải quyết được á, thì nó cần hai vấn đề. Một là đa dạng hóa các sản phẩm tài chính. Thứ nhất là để mở rộng được cái dòng vốn và chấp nhận đa dạng cái việc thanh khoản nó được chấp nhận ở nhiều nơi với nhiều hình thức khác nhau. Và bởi vì nó chấp nhận với nhiều hình thức khác nhau của thanh khoản thì mình cần phải có một công cụ để chuẩn hóa thanh khoản nó lại. Thì đó là hai yêu cầu, là đa dạng hóa sản phẩm và chuẩn hóa thanh khoản. Thì nhiều sản phẩm tài chính thì nó chấp nhận đa dạng các loại sản phẩm nè, nó giúp người dùng có nhiều lựa chọn nè, thay vì locking nè. Mà vì chấp nhận đa dạng nhiều loại hình thức thanh khoản thì các sản phẩm tài chính này lại có khả năng cao phải chịu một cái rủi ro, vì thế cần một cái giải pháp để chuẩn hóa thanh khoản. Thì bên mình cố gắng để đưa cái token của bên mình vào trung tâm của cả hệ sinh thái và cố gắng làm cái công cụ để chuẩn hóa thanh khoản và để từ đó mà tái phân phối thanh khoản lại cho các sản phẩm khác. Thì cái đó là cái idea của team mình.
Ok, anh có nói về cái vấn đề là đa dạng hóa sản phẩm á, thì cũng có một cái câu hỏi mà thường thường hay hỏi các vị khách mời trong cái podcast DeFi Discussion, đó là em sẽ đưa ra những cái mảng sản phẩm nó khá là hot thời gian gần đây, thì chắc là để anh Tự sẽ lựa chọn một mảng để tập, nếu mà được chọn một mảng thôi nha, thì anh sẽ chọn mảng nào để tập trung. Thì em sẽ liệt kê ra những cái từ khóa, đó là đầu tiên là NFT gaming nè, thứ hai là cross chain, thứ ba là các cái dự án trên layer 2, thứ tư là các dự án DAO, cụ thể là các cái dự án liên quan đến xử lý thanh khoản ở DeFi 2.0. thì nếu mà với vai trò là một người theo dõi thị trường cũng như là personal investor thôi, tức là cá nhân đầu tư thôi, thì anh sẽ chọn cái mạng nào để tập trung đầu tư trong thời gian tới? Ok, để mình điểm danh lại có những mảng mà George đã đề cập ha. NFT gaming là một, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cross-chain. Cross-chain. Layer 2. Layer 2 thì là trên Ether hả? Trên Ether. Ok. Như là Optimism, Arbitrum. Yeah, DAO. Ok, ok. Khó ha. Mình nghĩ là mình sẽ chọn về cross-chain và DAO. Thì lý do mà mình chọn hai á, bởi vì là thứ nhất thì là cross-chain là xu hướng mà có thể sẽ thấy là rõ nét nhất trong những năm tiếp theo, 1-2 năm tiếp theo, khi mà số lượng blockchain càng ngày càng nhiều và nhu cầu của người dùng thì cũng càng ngày càng đa dạng, khi mà họ có nhu cầu di chuyển tài sản từ chain này sang chain khác rất là thường xuyên. Đôi lúc thì họ cần dùng chuẩn ERC20 của Ethereum, đôi lúc họ muốn dùng chuẩn BEP20 của BSC hoặc là SPL của Solana. Vì thế các cái cross-chain bridge hoặc là các cross-chain wallet nó là cần thiết, và mình nghĩ là thiết yếu cho những cái hoạt động sau này của sự phát triển của toàn ngành DeFi. Còn về DAO thì mình chọn DAO bởi vì DAO nó có vẻ là mơ hồ hơn, khi mà sự thay đổi sẽ không thấy rõ rệt trong 1 đến 2 năm mà nó sẽ là một xu hướng ngầm và kéo dài trong nhiều năm. Thì để phản ánh cái sự chuyển dịch giữa từ decentralized finance sang open finance thì DAO nó thể hiện cái đó. Thì đó là lý do mà mình chọn cross chain và DAO. Ok, DAO á, cái từ khóa DAO thì nó thiên về tính phi tập trung, thì cũng đã được em thấy là Central cũng đã đề cập trong cái white paper của mình rồi. Tuy nhiên là cross chain á, thì khá là tò mò là khi mà ví dụ như anh Tự đang quan tâm đến cái mạng này, thì không biết là trong tương lai Central có tính tích hợp hay là sau đó cross chain hay không. Thì cái này chắc là nó hơi alpha leak. Cái này nó hơi alpha leak một xíu thì team mình thì không có alpha leak hay gì hết. Team mình định làm cái gì thì team mình sẽ nói rõ ràng với người dùng luôn, minh bạch với người dùng luôn. Team mình không chơi giấu. Thì cross-chain, bởi vì mình xác định đó là xu hướng, thì mình cũng bắt đầu tìm những cái bạn partner để làm cross-chain. Thì hiện tại mình đang bọn mình đang làm việc với Wormhole V2 để cố gắng tích hợp Wormhole vào. Thì đang trong bản thử nghiệm thôi, thì mình đang thử nghiệm giữa Ethereum với Solana, từ Ethereum đi qua Solana và từ Solana đi ngược lại Ethereum. Thì hiện tại bởi vì mình thấy là cái vấn đề về phí với tốc độ confirm của transaction trên Ethereum đang khá là đau đầu đối với người dùng, nên mình nghĩ là nhu cầu để đi qua một chain rẻ hơn từ Ethereum là có, nên mình mới quyết định là chọn Ethereum và Solana là để thí nghiệm đầu tiên. Ok, hiện tại thì mọi người đang thấy Central là một dự án thiên về mạng DeFi. Nhưng nếu như mà mọi người theo dõi thị trường gần đây á, thì mọi người sẽ thấy là khi mà nhắc tới các dự án có nguồn gốc từ team Việt Nam thì thường là sẽ nổi tiếng về các cái dự án gaming hay là NFT marketplace này nọ. Thì với vai trò là một cái dự án DeFi từ Việt Nam thì không biết là Central có gặp phải cái rào cản nào không, hay là hiện tại thì cái môi trường phát triển của các cái dự án DeFi ở Việt Nam nó như thế nào, nó có cái bệ phóng nào cho nó có một cái hệ sinh thái nào cho Central có thể phát triển, đặc biệt là ở Việt Nam á.
Mình nghĩ đó là thuận lợi chứ sao khó khăn ta. Bởi vì càng nhiều dự án gaming thì cạnh tranh càng lớn, mình đi một đường một mình. Yeah, mình chỉ giỡn thôi. Thì quay lại câu hỏi thì về gaming và về DeFi thì mình nghĩ đó là cách mà thị trường nó vận hành. Khi mà thị trường được dẫn dắt bởi các cái xu hướng, các market maker. Năm 2019 thì là năm cho các dự án về DeFi, và đến 2020 thì là năm của các dự án NFT và gaming. Thì các bạn tham gia mà Binance Blockchain Week vào đầu năm á, thì các bạn cũng có ngờ ngợ nhận ra cái điều này, khi mà tất cả các chủ đề thảo luận của diễn giả đều xoay quanh NFT hết. Thì mình nghĩ khó khăn thì ở đâu cũng có khó khăn thôi, dự án nào cũng có khó khăn thôi. Khi mà quá nhiều dự án làm gaming thì tính cạnh tranh nó cao, và rất khó để mà nổi lên giữa một đám đông như vậy, đúng không? Thì có thể là đó là khó khăn của NFT gaming. Và một cái khó khăn chung mà cả hai đều gặp phải là khi mà cả hai đều phải chứng minh được cái giá trị đem lại của dự án thì mới mong được thành công, chứ không thể nói là ở xu hướng năm nay gaming thì tôi làm gaming thì chắc chắn tôi thành công được. Không, mình nghĩ là cái đó không phải là điều đúng lắm. Mà bản chất dự án thành công thì cần phải chứng minh được cái giá trị cho người dùng. Người dùng bây giờ thì mình nghĩ cũng đã có kiến thức nhất định về blockchain. Nó không còn sơ khai như những năm 2016 hoặc 2017. Vì thế mà các dự án mình nghĩ là càng ngày càng khó để cạnh tranh với nhau, để chứng minh được là nó là tốt và nó có tầm nhìn đối với người dùng, đối với các nhà đầu tư. Còn nói về cái môi trường phát triển của các cái dự án ở Việt Nam á, thì không biết là anh Tự có cái nhận định gì về cái môi trường hiện tại không? Môi trường hiện tại mình nói về mặt funding thôi ha. Còn về mặt tech thì tương đối khó, bởi vì có nhiều blockchain khác nhau, mọi người đang nằm rải rác ở trên các blockchain khác nhau thì mình rất là khó để có nhìn tổng quát. Thì mình có thể nói chung về thị trường funding đi. Thì rất là may mắn khi mà Việt Nam mình có các dự án rất là lớn, và nó lớn đến nỗi mà nó tạo nên thiện cảm cho các nhà đầu tư trên thế giới đối với các dự án đến từ Việt Nam. Thì mình nghĩ đó là một cái điểm thuận lợi. Mình có thể kể tên các dự án như là Axie hoặc là CoinIDA, thì là những cái dự án rất là lớn và đem lại cái vị trí của blockchain Việt Nam trên bản đồ. Thì các nhà đầu tư trên thế giới, hoặc là các nhà đầu tư trong nước luôn đi, thì họ cũng bắt đầu quan sát được là người Việt mình có khả năng làm, người Việt Nam mình có khả năng build những cái dự án mà nó có tầm và nó có đủ khả năng để cạnh tranh với các cái dự án trên ngoài thế giới. Thì dòng tiền bắt đầu, các cái dòng về đầu tư bắt đầu cũng có một sự quan tâm, mình nghĩ là đủ và phù hợp hơn so với những năm trước, ở những năm hiện tại là 2020-2021. Ok, cảm ơn anh Tự rất nhiều về những cái chia sẻ mà có thể nói là rất là khó để chúng ta có thể thấy ở trên các cái phương tiện truyền thông như là Twitter hay là Medium. Thì ok, thì chắc là podcast tuần này nó cũng thời lượng nó cũng dài rồi, thì cũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh Tự đã dành thời gian để tham gia cái podcast tuần này. Thì chắc là để anh Tự gửi lời chào đến các bạn nghe podcast tuần này ha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe mình với Short. Thì mình rất là vui khi mà có cái khoảng thời gian mặc dù ngắn thôi, nhưng mà để giới thiệu về sản phẩm, để chia sẻ mọi người về cái góc nhìn cá nhân của mình. Thì cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ cùng gia đình. Ok, cảm ơn Tự rất nhiều vì thời gian quý báu để tham gia cái podcast tuần này.